Phút 24 ở màn so tài giữa Man United và Bayern Munich tại lượt cuối vòng bảng Champions League 2023-2024. Alejandro Garnacho đang cố gắng vượt qua Kingsley Coman. Trước khả năng xử lý quá tốt của Coman, Garnacho thua thiệt hoàn toàn về đẳng cấp. Có lẽ vì thế mà cầu thủ người Argentina đã cay cú. Anh đẩy mạnh khiến đối phương va vào biển quảng cáo. Coman cảm thấy khá đau và tức giận lao về phía cầu thủ trẻ của đội chủ nhà, định dạy cho thằng nhóc một bài học. Các đồng đội của ngôi sao người Pháp chạy đến để đối đầu với Garnacho nhằm bênh vực cho đồng đội. Không kém cạnh, các cầu thủ Man United cũng ngay lập tức có mặt để bảo vệ thằng em của mình. Cầu thủ hai đội đã lao vào nhau nhưng chưa tới mức xô sát, ẩu đả bởi trọng tài chính đã can thiệp. Rất may không có chiếc thẻ nào được rút ra ở tình huống này, đặc biệt là với tiểu xảo của Garnacho. Phía Coman đã không gặp vấn đề gì nghiêm trọng và tiếp tục thi đấu. Trên mạng xã hội, không ít những bình luận chỉ trích hành động của cầu thủ người Argentina. Họ khẳng định hành động của Garnacho là quá trẻ trâu, đã không biết thân phận đã kém còn đi gây sự với người khác. Trên sân Old Trafford dạng sáng này, Garnacho đá chính nhưng không thể hiện được nhiều. MU chỉ dứt điểm trúng đích một lần và không thể ghi được bàn thắng nào. Trong khi đó, Coman đã ghi tên mình lên bảng tỷ số ở phút 70. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội khách. Đến chính huyền thoại Posco cũng cảm thấy Garnacho quá tệ. Bạn mong đợi sự sáng tạo của những cầu thủ chạy cánh, đó là Anthony và Garnacho, nhưng họ là những cầu thủ khá ích kỷ. Họ muốn và thích ghi bàn hơn là truyền bóng cho các tiền đạo. Garnacho có thể trở thành tiền đạo xuất sắc của Man United, có tài năng và cá tính để trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng liệu anh ta có thể trở thành nhân vật đó hay không, hay lại là một ngôi sao băng đầy đáng tiếc? Bàn thắng ấn tượng của Garnacho vào lưới Everton chứng tỏ anh có khả năng vươn lên đỉnh cao. Đừng so sánh, tôi không nghĩ điều đó đúng. Huấn luyện viên Erik ten Hag trả lời khi được hỏi liệu Garnacho, người đã bắt chước Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo với pha lập công kỳ diệu vào lưới Everton, có thể được coi là cùng hạng với hai cầu thủ vĩ đại của Man United. Với tư cách là người thầy của chàng trai luôn hừng hực ham muốn thể hiện bản thân, có lẽ ten Hag coi nhiệm vụ của mình là xoa dịu những kỳ vọng xung quanh một cầu thủ thường xuyên vô hại tại Premier League hoặc Champions League. Nhưng sau một khoảnh khắc Garnacho tạo ra trong trận gặp Everton, mọi người lại lên đồng và thổi Garnacho đến đẳng cấp mà anh chưa xứng đáng có. Garnacho đã bùng nổ kể từ khi anh còn ở đội trẻ của Atletico Madrid và bước lên sân khấu lớn cùng MU. Trước tiên dẫn dắt đội U18 và sau đó là hàng loạt khoảnh khắc ấn tượng ở mùa giải trước. Điều đó đúng, nhưng vấn đề là chàng trai này quá thiếu sự ổn định. Sau khi chơi tốt ở trận gặp Chelsea, khi kiến tạo cho Scott McTominay ghi bàn, thì Garnacho lại chơi tệ trong hai trận gặp Bournemouth và Bayern mới đây. Có một thực tế là Garnacho mới chỉ đang ở mùa giải thứ 2 tại MU và là mùa giải đầy đủ đầu tiên kể từ khi ký hợp đồng với đội 1. Anh chỉ mới bước sang tuổi 19 vào tháng 7 năm 2023 và đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Cần nhớ rằng khi Garnacho làm điều đó, đối chiếu với lịch sử, Wayne Rooney mới 25 tuổi và Ronaldo đã 33 tuổi và đã 5 lần giành quả bóng vàng. Khoảnh khắc tỏa sáng của chàng thiếu niên này cho thấy một khía cạnh khác trong lối chơi của anh, thường liên quan đến việc tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị và chạy vào phía sau hàng phòng ngự khi trận đấu đã bị kéo căng và khoảng trống đã mở ra cho anh khai thác. Garnacho đã không tận dụng tối đa hai trận đá chính trước đó tại Premier League gặp Fulham và Luton Town. Trong khi ở hai lần ra sân đầu tiên trước Wolves và Tottenham hồi tháng 8, sự thiếu ý thức phòng ngự của anh đã khiến Man United trả giá. Nhưng việc anh ghi bàn chưa đầy 3 phút ở một trận đấu với bối cảnh bầu không khí nóng rực cùng tiếng la hét của các cổ động viên Everton đã củng cố thêm cơ hội cho anh được đá chính nhiều hơn. Và rồi, Garnacho lặp lại những vấn đề của mình, đó là sự thiếu hiệu quả. Anh thường sa lầy vào các tình huống dê dắt, nhưng sự non nớt khiến cho Garnacho bị đối phương bắt bài rất dễ dàng. Nếu Garnacho muốn trở thành số 1, điều mà tôi biết cậu ấy rất muốn, cậu ấy phải tìm cách để đảm bảo rằng mình có thể làm điều đó thường xuyên. Garnacho còn phải phát triển rất nhiều. Nick Cox, trưởng quản lý lò đào tạo Carrington của Man United chia sẻ. Cũng có ý kiến cho rằng Garnacho quá nỗ lực để tạo ấn tượng. Khi các nhà báo đến để theo dõi buổi tập của Man United tại Tây Ban Nha năm ngoái, anh lập tức thể hiện kỹ thuật. Những chi tiết này khiến MU phải cảnh giác với Garnacho như Januzaj hay Morrison. Khi một cầu thủ tài năng như Garnacho xuất hiện, nỗi lo lớn nhất là tiềm năng của anh sẽ không được phát huy. Man United đã có một số các cầu thủ tự đào tạo khá lớn và họ cũng đã phung phí rất nhiều nguồn lực này. Chúng ta vẫn nhớ Raven Morrison là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất từng trưởng thành tại Carrington, nhưng anh đã tản lụi. Tiền vệ này đang có một sự nghiệp đáng thất vọng tại DC United, đã đi chơi với những băng đảng xã hội đen và thường bỏ các buổi tập luyện.
anh cũng chỉ chơi 3 lần cho Man United. Anan Januzaj còn gây tiếc nuối hơn nhiều, bởi thời điểm đó, anh được xem là tia sáng le lói trong mùa giải thảm họa của David Moyes. Tiềm năng của Januzaj lớn đến mức ban lãnh đạo Quỷ Đỏ chấp nhận trao áo số 11 của huyền thoại Ryan Giggs cho anh. Nhưng tiền vệ người Bỉ không thể duy trì màn trình diễn ổn định trong suốt những năm tháng đó. Sau mùa giải 2013-2014 ghi 4 bàn sau 35 trận, Januzaj tịt ngòi ở cả mùa 2014-2015 và chỉ ghi 1 bàn tại mùa giải sau đó. Khi được đem cho mượn tại Dortmund hay Sunderland, Januzaj cũng không thể vực dậy sự nghiệp. Januzaj từng nổi lên là một cầu thủ tài năng ở tuổi 18, nhưng sự kiêu ngạo đã khiến anh không thể phát huy được đà phát triển ban đầu và hiện đang là người thừa tại Sevilla. Ở tuổi 28, anh mới chơi có 42 phút tại La Liga mùa này. Rõ ràng, cổ động viên Quỷ Đỏ không muốn Garnacho đi theo vết xe đổ của đàn anh. Cựu tiền đạo Luis Saha bình luận hồi tháng 11 năm 2022. Garnacho đang dần bước ra ánh sáng, nhưng cậu ấy có thể trở thành Januzaj tiếp theo. Đó là lý do vì sao Garnacho cần tiếp tục làm việc, chăm chỉ tập luyện. Dẫu sao, tình yêu của Garnacho với bóng đá và Man United vẫn không thể phủ nhận. Anh mong muốn trở thành một cầu thủ đẳng cấp nhất, vẫn là một chặng đường dài để xem Garnacho có thể giống Cristiano Ronaldo hay không. Nhưng anh đang dần bước đi, anh muốn trở thành một điều gì đó đặc biệt trong thế giới bóng đá. Tuy nhiên, vẫn còn một lời cảnh báo khác từ huấn luyện viên Erik ten Hag, đó là không ngừng phấn đấu. Tôi đặt kỳ vọng lớn vào Garnacho, cậu ta chưa phải là một cầu thủ xuất sắc nhưng có một tương lai tuyệt vời phía trước và chúng tôi mong đợi rất nhiều ở tiền vệ này. Tôi luôn đứng sau Garnacho và yêu cầu nhiều hơn. MU xem Garnacho là tương lai của đội bóng. Quỷ Đỏ sẵn sàng ký hợp đồng 5 năm với tiền vệ 19 tuổi này trước sự quan tâm của một vài câu lạc bộ trên thị trường chuyển nhượng. Huấn luyện viên Erik ten Hag có quyền kỳ vọng biến Garnacho thành ngôi sao mới tại sân Old Trafford, nhưng điều này còn phụ thuộc vào nỗ lực và màn thể hiện của Garnacho trong thời gian tới. Và thay vì chứng minh bản thân theo cách trẻ trâu như những gì đã làm với Kingsley Coman, tiền đạo người Argentina nên học cách nâng cao trình độ bản thân thì hơn.